nó là chả mực phải không? Nó là chả mực Hạ Long. Chả mực Hạ Long. Chả mực người ta giã bằng tay. Cho nên có là chắc không? Như khi quay máy sao? Dạ, không. Để khi mà quay máy thì cái miếng chả nó sẽ nhuyễn ra. Dạ, nó sẽ nhuyễn ra, nhưng đây nó sẽ còn cái miếng mực ở trong đó. Anh ăn, anh ăn. Mời mời Túc, mời mời anh em. Ăn thử không nghe nha. Dạ vâng, ơi con cảm ơn đấy, cô nhé. Dạ vâng. Du khách đến với nhà hàng này đó, đừng kêu gì hết đó. Kêu món này với cơm trắng ăn thôi. Đủ quá. Chạy gần tiếng đồng hồ, mình đi từ Uông Bí là cái chỗ hồi nãy mình đi, chỗ chùa đó, chỗ bức tượng Phật, Phật gì ta, cái gì, ông vua đó, nhưng mà như gọi là Phật gì ta, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đúng rồi. Thì chạy lên đây là một tiếng đồng hồ á, 40 mấy cây số. Thì đó là thành phố Uông Bí. Cái Quảng Ninh nó có 4 thành phố chánh là Uông Bí nè, Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái. Thì đây là cái thành phố lớn thứ hai là Hạ Long. Mình đến đây mình là lại Green Restaurant, mà gọi là lẩu hải sản chín từng mây. Đi lên chín từng mây ăn hải sản. Đi, ăn cơm gia đình. À, vô ăn luôn bác Tài ơi. Bác Tài, vô ăn cơm luôn nha. Dạ, dạ, dạ. Mình ăn cơm xong rồi mình về khách sạn Mường Thanh mình ở. Rồi, ngày mai mình tính. Bây giờ đi ăn trước, không biết ăn gì đây. Ăn đi, mời, mời, mời anh ăn. Nó là chả mực phải không? Nó là chả mực Hạ Long. Chả mực Hạ Long. Chả mực người ta giã bằng tay. Cho nên có là chắc không? Như khi quay máy sao? Dạ, không. Để khi mà quay máy thì cái miếng chả nó sẽ nhuyễn ra. Dạ, nó sẽ nhuyễn ra, nhưng đây nó sẽ còn cái miếng mực ở trong đó. Anh ăn, anh ăn. Mời mời Túc, mời đây, mời anh em. Chú. Ăn thử không nghe nha. Dạ vâng, ơi con cảm ơn đấy, cô nhé. Dạ vâng. Băm đó đâu còn giả thôi. Còn lụt cục mà. Nó vâng, nó còn lụt cục. Vâng. Anh hiểu. Dạ vâng ạ. Anh đi học luôn. Ở đây thì nổi tiếng. Mình có chấm gì không? Đây là mình chấm với tương ớt ạ. Cái này nổi tiếng. Vâng. Nhiều người nơi bán cái đồ phải một chỗ không? Hay là chỉ tìm này thôi? Không, ở đây là quán này có thể là người ta sẽ nhập vào ở những điểm khác. Còn ở phía bên Hòn Gai bên kia thì nổi tiếng hơn. Gọi là món mực. Mực thì gọi là chả mực. Cái này chấm nước mắm ăn ngon hơn. Không mắm đây ạ. Con biết ăn nước mắm không? Thử coi không? Cái này là giống chả cá nó. Đúng rồi, giống chả cá mà này, mà mực. Nó dài hơn. Không, cái này là còn mực. Chấm nước mắm ngon hơn. Dạ. Tại con là Mỹ con. Cũng đúng. Chả này thì con ăn nhiều, nhưng mà nó cái chả này vẫn chưa là chuẩn, chưa chuẩn. Chưa. Theo đúng khi mà con ăn ở, ở Hòa Long, bởi vì khi chuẩn thì cái nó còn nguyên cái miếng mực ở trong. Và khi mình nhai, nó sẽ cắn vào cái miếng mực nó rất là giòn. Đúng rồi. Vâng. Ở đây nó chỉ là độ giòn của cái mực, nhưng mà đây là nó có thể là nó sẽ vẫn xay ra xong nó trộn vào. Dạ. Chứ không phải là dã nguyên bằng tay giá hoặc là bằng chay đó. Dạ.
Rồi. À, mừng ngài đến về Quảng Ninh và đến thành phố thứ hai của Quảng Ninh sau Uông Bí. Dạ. Khi mình đi thăm tượng chợ tượng Đức Phật Hoàng là vua đó. Dạ. Đức Phật Hoàng Lê Nhân Tông hả? Trần Nhân Tông. Dạ. Thấy không? Cứ lẫn lộn hoài. Rồi bây giờ mình đi coi như là đi tới đây là 40 mấy cây số. Dạ. Đi gần 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Thì tới Hạ Long. Dạ. Hạ Long là một cái thành phố lớn thứ hai. Dạ. Sau Uông Bí. Dạ. Rồi mình sẽ đến Cẩm Phả. Dạ. Rồi đến Hòn Gà và Móng Cái. À, Móng Cái. Dạ. Chứ Móng Cái. Dạ. Vô. Dạ. Dạ. Anh An. Dạ. Anh An uống vodka. Dạ. Vodka Nga. Dạ. Absolute. Ăn được làm sao rồi? Đá với Thái. Không. Chưa đúng à. Ủa tự giờ mình ăn không hả? Học Nguyên chưa ăn. Mạnh ăn chưa? Như vậy là bây giờ. No. Đừng ăn vậy. Còn cho bên đành vớt liền con. Một cái không cái nữa con có quyền. Không người kia mỗi người một cái. Con còn trẻ. Con không có cơ hội ăn nhiều, con ăn đi. Không, tại vì mình ăn quá nhiều rồi. Con ăn quá nhiều, mấy ngày nay biết bác Thảo ăn quá nhiều luôn. Thôi bây giờ làm sao ta? Không, chú luôn, chú không. Đang đây hết mà, con ăn đi con. Con ăn. Làm cái này được. Rồi, 1, 2, 3. Rồi đó, thua, ăn đi. Thắng được ăn. Thắng hưởng đúng không? Ừ. À, đúng. Tại vì đâu có bị phạt đâu. Ăn là được hưởng mà. Thắng thưởng. Mực cháy bơ tỏi. Mực cháy bơ tỏi. Dòng giống scallop quá. Ôm dòng giống oyster quá ha. Dạ vâng. Rồi xin mời. Mực thấy cái rau rồi. Mực nữa thử. Mời. Tự nhiên đi. Thơm bơ. Mời chú ăn. Nóng con, nóng nha. Nóng. Nóng đấy. Râu. Thế râu. Thấy già chưa, cẩn thận lắm, thổ dữ lắm luôn. Yeah. Bị hoài à. Hồi xưa thủ tướng nguội để vô miệng phỏng. Vâng. Nóng. Mực bự ghê đó. Thua rồi. Thua. Mực chiên giòn ở tại Tây Đô. Cá gì? Nhưng mà cá sông. Cá sông nhưng mà là cá gì? Cá gì? Con cá sông. Tên là sông. Ủa ngộ gì? Nó kiểu giống cá bú vậy đấy. À. Là cá sông. Cá sông là cá ở dưới sông. Không, ở biển anh ấy. Ở biển nhưng mà cái tên là con cá sông. Đúng rồi. Sông có O không? S không. Không. À sông là S. S cộng O N G. Sông cá sông. À, lần đầu tiên mới biết, cảm ơn. Là cùng một loại giống như cá mú vậy đó. Dạ. Cảm ơn em. Con thấy bưng ly ra ngoài đó con. Gái phục vụ thì phải đàng hoàng chút đi. Chồm chồm vô. Mình để gì nè, dễ. Mình để gì cái mình dễ xây hơn. Đó. À, chân xì dọc. Chân xì dọc. Chưa, cho nó nóng chút xíu. Dạ. Cảm ơn con gái. Ở Hạ Long. Mới mướn nhân viên mới.
nhân viên mới nè, đuổi nha. Chắc để nóng chút xíu sao nó nguội. Ủa mình quay cái này làm mất tiêu quá chừng quên. Dạ không, cái này mình để ở dưới á, mình để dưới, để dưới của mình. Ok vâng, đúng rồi, mình để bên dưới thì ở trên mình xoay mới được. Dạ đúng rồi, làm luôn đi em, làm luôn cho ngon. Đây có rồi, nước mắm chắc của chú Trúc. Dạ phải không? Cái kêu của anh Nam không có ăn mà. Cái này của Brandon có, Brandon có. Cái này của Brandon đó. Brandon đấy, của em đó. Không ăn, không nước mắm, ăn không? Ăn thì được, ăn thì được, để xuống. Dạ. Cho một nước mắm ớt. Đúng rồi. Mời mời anh ăn, ăn cá anh ăn. Chú thử đi. Mời Tú. Vâng ạ. Không sao đâu, vâng. Ai ăn trước cũng được mà, ăn cho ngon. Thử liền. Chỉ sợ không biết nó nóng hay không thôi. Giống cá mú à? Giống cá mú à. Ăn lên thì ăn. Ăn cái này có miếng cơm ngon anh. Dạ, yeah. Hấp xì dầu. Ăn cái con không? Được, cá ăn được. Dạ. Yeah. Thử cho thích luôn. Dạ ngon, ăn. Không ngon là bác Thảo đổi liền. Đúng rồi, cơm được, cơm đúng 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 đúng. Được, cơm đi, cơm ra ăn. Chồng con chưa ăn sao con dám ăn. Ở kia. À gấp cho chồng con cha, dữ quá. Bây giờ nãy con leo núi chồng con phải khiêng con đi với vậy. Con biết hồi nãy con leo núi đó. Nhìn con. Chú chấp nhận con leo núi hả? Hồi nãy con leo núi. Nhưng mà hồi nãy con leo núi tức là mình dùng cái chữ chung cho mọi người. Nhưng mà nhìn con đi y như bà già bò trên núi. Con giữ đoạn đó nha. Có đoạn hỏi bác ơi, cụ bà ấy, cụ có khỏe không? Chú không bao giờ kêu quay đoạn đó. Thái tự nhiên nó tự nguyện. Để, ăn được anh qua, anh ăn ha. Ủa, tự nhiên mình để bên đây không mà hai vợ chồng nó không ăn được miếng nào quá. Nên là gấp gấp đi con. Đúng rồi, dạ, tại vì món mới ra rồi con. Cái này là rau cần. Vâng, rau cần nước. Ăn với gì đó, cái rau cần với cái gì vậy cơ? À, sào tỏi thôi. Vâng. Rau cần sào tỏi. Thử coi, thử cái rau cần sào tỏi. Ngon. Từ nãy giờ món này ngon nhất. Dạ. Rau cần con. Rau cần gọi là rau cần nước. Nó trồng ở dưới nước, gọi là rau cần nước. Nói mình bệnh rau cần nước, dở lắm, đừng có ăn bưng quanh đây nè. Bên bệnh dở lắm, cái rau cần nước dở lắm, đừng có ăn. Bưng qua đây đi, ừ, ăn. Món này ăn được, ngon. Ngoài Bắc thì gọi rau cần nước. Nhân mực, mực chiên bột, mực lăn bột. Hay là vừa rồi mực cái gì đó, mực ra chả gì đó. Nó ở đâu cũng có. Vâng. Mấy món này khó kiếm. Dạ. Bên Mỹ khó kiếm lắm, rau cần nước. Vâng. Ngoài Bắc thì gọi cái rau này là rau cần ta. À, rau cần ta. Vâng. Còn cái rau cần tây đúng. Rau cần đúng. Tây thì hay để xào thịt bò. Đúng. Ăn này bắt ghê luôn, ăn hoài được hoài. Vâng. Ăn đi Thái. Đó. Khi nào rồi ra món mới nên còn ăn. Đồ món mới liên tục.
chiên hoàng bào luôn nhé. Tôm gì cưng? Tôm chiên hoàng bào. Tôm chiên hoàng bào. Hoàng bào. Hoàng bào giống như cái áo của nhà vua đấy. Áo vua này đúng rồi. Tôm chiên hoàng bào. Cái này của ai? Bỏ xuống đi, bỏ xuống. Bên kia để xuống cho mẹ. Để chút lấy. Thử đi, thử liền anh ăn ơi. Đây là cái gì đây? Có sauce. Có mayonnaise. Dạ. Con ăn rồi con thích không? Không sao con. Coi chừng cái đuôi. Nóng mà có nóng không? Ngon, được, món này được. Cái đầu làm gì ta? Chiên giòn không? Chiên giòn. Wow, bữa nay lại hô mực rồi. Thử luôn. Thử luôn mực tươi nha. Cái này là tôm hoàng bào. Tôm hoàng bào. Được không? Được. Đẩy cho các em ăn. Thử đi con. Con này chấm gì đây? Thử ăn không? Nước mắm ớt. Ủa, cắt ra phải không? Ôi xin lỗi. Không biết. Chú thử luôn. Thử luôn, lỡ gấp rồi. Dạ. Dạ. Khoan cắt. Khoan cắt con. Có lẽ nên cắt dễ ăn. Wow, lên nữa. Canh chua nhà mình. Dạ, canh chua gì đó chị? Cái cá này mình nó hấp xì dầu đầu đuôi để cho nó lấu chua. Như vậy cá xong. Dạ. Hấp xì dầu. Vâng, đầu đuôi lấu chua. Đầu đuôi lấu chua. Dạ, vâng. Dạ cảm ơn. Nấu chua. Con gửi cái đĩa để nhà mình vớt cá ra nhé. Dạ. Nhưng mà em nó gọi là cá sông. Nó ở biển mà gọi là cá sông. Sông là không có ô. Sông. Dạ cá sông. Mực tươi cũng là mực bình thường. Vậy thôi. Được mực tươi ăn giòn ngon. Cứ mang đồ ăn tới hoài đi. Rồi xong mình ăn về luôn. Nó ngon vậy đâu có đá ơi, đá. Thái ơi, nó giòn ngon quá đi. Không có tanh chút nào á. Không ai ăn hết trơn gì trời. Anh ăn, cho con mực anh ăn. Cho nguyên con thôi, ăn cho nó ngon. Con cho nguyên con thôi con. Nguyên con. Cho nguyên con luôn. Vâng, con. Ủa, không được. Hai đứa chưa ăn phải không? Vậy là thiếu à, Cắt ra. Con của Nguyễn Hưởng. Dạ. Mực tươi. Không có tanh. Em ơi. Dạ. Con ơi. Cắt cái này được rồi nha. Tại không cắt mình chi không đủ. Vâng, đều cắt rồi. Rồi thử canh chua. Dạ. Đúng rồi cắt thiệt nhỏ đó. Cho chia đó đứa chút cũng đủ. Cho cơm qua luôn đi. Vâng. Dọn chậm đi cho hai người quay phim đó khỏi ăn luôn. Vâng. Cho cháu gửi cơm cho nhà mình nhé. Dạ. Dạ em xin ạ. Đúng không? Vâng. Nói theo người miền Bắc em xin ạ. Dạ. Rồi bây giờ ăn miếng canh thử nè. Cha bên chuyện nói chuyện líu lo hao tỉnh hả? Canh. Xin lỗi nha, thử miếng nước trước. Xin cái chén mới đi cưng. Mượn chén đỡ kia trước. Ừ. Rồi.
giống như nấu canh ngót á, có phải không chị? Con gửi thêm một bát. Cái này phải nấu canh ngót không? Dạ không, phải nấu chua canh chua. Canh chua luôn, dạ. Vâng ạ, canh chua. Nhìn giống nấu canh ngót, có cà có này. Gần giống canh ngót của mình. Ngon quá nè anh ăn cái đầu anh ăn ơi. Đây, lấy chén cho. Lấy chén mới, lấy chén mới. Chén mới mới ngon. Dạ, dạ, dạ. Ừ, được. Nói chung là cái ngon là ở chỗ tươi. Ngon là nhờ cái tươi trước. Canh chua cũng vậy, lẩu cũng dễ ăn. Hấp xì dầu cũng vậy. Mực cũng tươi. Rau tươi. Dạ. Nếu mà Hạ Long là phải ăn tươi như vậy đúng không? Dạ. Mà hầu như nhà hàng cũng giống vậy hay là sao? Vâng, về cơ bản là như thế. Ừ. Dạ. Thì theo mỗi nhà hàng có món khác nhau. Vâng. Rồi, xin mời cả nhà ăn. Mình còn món nào nữa không em? Món tép thịt nữa ra luôn. Dạ, cho món ra luôn rồi. Thịt. Con lấy cho bác cái chén mới con, đổ luôn. Cái cô waitress này ngày mai đuổi nha. À, tối nay đuổi liền. Lại đuổi luôn à chú? À, đuổi cô này. Dạ vâng, thế để cô ở lại đây ạ. Bây giờ đuổi áo trắng hay áo đen này? Không, đuổi áo trắng thì nghe áo đen bị đuổi theo rồi. Không, áo đen này giống với áo đen kia. Rồi, món gì nữa hả? À, kho quẹt. Kho quẹt. Wow, wow. Cái này phải ăn cơm đấy nha. À, ăn sao đây ta? Chà, chứ bóc tai quá. Cái này là bí xanh. Cái gì? Cái trái bí xanh. Cái bí xanh không biết, bí xanh nào ta? Cái bí xanh, cái bí đao ấy. À, vâng. Là cái gì nữa? Thịt chưng mắm tép. Là hết rồi phải không? Dạ, dạ. Đây là cà rốt. Dạ, cà rốt. Quẹt nghe, quẹt nghe. Quẹt thử coi. Để ăn với cơm. Rồi. Món này, ớt xin lỗi. Anh này. Chan nước mắm vô, chan mắm vô đăng đã luôn. Chú gấp luôn, chú gấp luôn. Dạ, nguyên luôn. Còn cái này là thịt chưng mắm tép. Thịt chưng mắm tép. Vâng. Cái này ăn với cơm nè. Món này thông thường ăn với cơm. Ăn với cơm. Nó sẽ đậm đà hơn. Nè, Học Nguyên. Nhìn chú nè. Đó, chú ăn cơm ăn vậy à? À, chứ không có nhiều. Ăn hết bấy nữa. Đây, để bác tao ăn coi ngon thì con ăn. Mà bác Thảo nói đừng thì đừng ăn ha. Hình như món nào cũng dở hết con ơi. Không có, ngon ngon. Ngon ngon ngon. Ngon ngon ngon. Chọc con mà. Có cảm tình món này. Mặn mòi. Ăn cái này ăn với lại cái rau cần nước này nè. Rau cần ta đây nè. Là bá cháy luôn á. Vậy đi. Du khách đến với nhà hàng này đó, đừng kêu gì hết đó. Kêu món này với cơm trắng ăn thôi. Đủ quá. Điều đó cho thấy là cái món này ngon nha. Món này ngon. Đều hết, các món đều ngon hết nhờ cái tươi. Và việc Thảo khoái nhất là gì? Rau cần ta. Khoái giống như cá mú đó, cá sông. Xì, tàu xì. Khoái cái canh. Ở đây nó canh chua chứ Thảo ăn nó giống như là cái canh ngót của mình á, miền Nam. Rồi khoái tôm này. Món này. Mực tươi khoái. Khoái hết mẹ của người ta rồi. Đó.
Vậy nha các bạn, lần đầu tiên Thị Thảo đến với Hạ Long và đến nhà hàng, còn nhớ là Green Restaurant, tức là nhà hàng trên 9 tầng mây, đúng không? Green là hiện giờ mình ngồi đang trên 9 tầng mây rồi, nhưng mà chưa, mới lên tầng thứ nhất à. Cho nên uống bia hay gì một hồi lên tới 9 tầng, giờ tầng thứ nhất. À, ăn với những hải sản đặc sắc của Hạ Long. Hạ Long được kể như là kỳ quan thế giới, đúng không? Dạ. Thứ bảy. Vịnh Hạ Long là kỳ quan thứ bảy của thế giới. Dạ. Cho nên đến đây, mọi người có thể đi chơi Vịnh Hạ Long. Việt Thảo chưa biết Vịnh Hạ Long, có lẽ ngày mai sẽ biết. Nhưng mà ngày hôm nay, trước khi check in vô hotel, mình vô nhà hàng ăn trước. Và ăn tại nhà hàng Green Restaurant, nhà hàng 9 tầng mây, với những hải sản như thế này. Hôm nay tôi nói rõ không có giới thiệu cho nhà hàng, chỉ cho biết là Việt Thảo đi đâu ăn cái gì. Và tối nay chúng tôi chọn nhà hàng này để có bữa ăn cùng gia đình, rồi sau đó về hotel check in. Alright. Đó là sinh hoạt của Việt Thảo. Các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube của MC Việt Thảo, cũng như hệ thống MCV Network toàn cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn những video kế tiếp. Thank you and I love you. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không, để mà mình biết là mình trị, còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa. Cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy, nên coi chừng củi lửa, đề phòng hỏa hoạn, chứ đừng đợi hỏa hoạn rồi mới chữa, lúc đó nhà nó cháy tan hoang rồi. Thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột. Mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình, còn hơn đợi dột rồi mới đi lột mái thì nó đã quá trễ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao? Dạ muốn vậy thì quý vị có thể gọi cho con công ty A Plus Roofing số điện thoại là 832-738-9630 để con có thể inspect cái mái nhà của mọi người. Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa. Đúng rồi. Yeah. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha. Dịch Thảo hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta. Nè, nói nghe nè. Oh yeah. Thảo Ồ Giá Vietnamese Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người.